Xin chào các bạn. Hiện tại trên tay tôi là một bộ micro không dây có tên gọi Kiwi A1. Sản phẩm này do công ty Kiwi Việt Nam đã đưa ra thị trường vào cuối năm 2018 và đã được rất nhiều các khách hàng cũng như là người sử dụng đánh giá rất cao về sản phẩm này. Nhiều người còn không khỏi ngạc nhiên với giá chỉ có 1.490.000 đồng, nhưng mà chất lượng âm thanh thì thực sự hiệu quả. Và trong cái video này thì tôi sẽ bật mí cho các bạn tại sao cái bộ mic ít tiền như vậy mà lại đưa ra cái chất lượng âm thanh và cái sự tiện dụng đến như thế. Vỏ hộp của Kiwi A1 thì được làm bằng nhựa plastic rất tương đối chắc chắn và thuận tiện, có thể dễ dàng mang đi mang lại và cũng có thể là cất đi khi không sử dụng. Thì sau đây tôi sẽ xin mở hộp của bộ thiết bị này. Trong bộ sản phẩm này thì bao gồm có đầu tiên là sách hướng dẫn sử dụng, sau đó thì là hai tay mic được làm tương đối chắc chắn bằng nhôm phay nguyên khối. Và sản phẩm này thì được sơn bằng công nghệ nano, đâm ra là chống chảy xước, chống vân tay cũng tương đối tốt. Tiếp sau là bộ thu của Kiwi A1 thì rất nhỏ gọn, chính vì thế nên là nhiều người quen gọi đùa đây là cái bộ micro đa năng, bởi vì cái bộ Kiwi A1 này bộ thu không cần phải sử dụng điện lưới mà chỉ cần sử dụng pin, nên là có thể rất dễ dàng cắm vào bất kỳ thiết bị gì, bất kỳ một thiết bị gì, ví dụ như là âm ly hay là ngay cả loa kéo hoặc là mọi thiết bị có thể kết nối được. Tiếp theo là chống lăn cho micro. Ngoài ra thì Kiwi có tặng thêm một cái đoạn dây nối dài. Cái dây này có tác dụng là khi mà máy mẹ bộ thu này cắm vào âm ly có trông có vẻ hơi mất mỹ quan và vướng, thì Kiwi đã đưa tặng thêm khách hàng cái bộ dây nối dài để bất kỳ cái bộ thu này ở trên vị trí nào. Trong bộ thiết bị này thì Kiwi đã tặng kèm theo 4 viên pin sạc và cùng một bộ sạc. Đây là sản phẩm này là sản phẩm tặng kèm. Điều đặc biệt của cái bộ mic A1 này là sử dụng pin này, đó là pin lithium chuẩn 18650. Cái pin này thì có lẽ là đây là cái bộ mic đầu tiên trên thị trường Việt Nam là sử dụng cái pin này. Trước đây là chỉ dùng cho máy tính thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ Kiwi là cái gần như là đơn vị đầu tiên để đưa cái pin này vào sản phẩm micro. Mỗi một tay mic chỉ cần sử dụng một viên pin duy nhất, viên pin này là 3.7V và với dung lượng là 1800 mAh thì cái mic này sử dụng liên tục trong vòng đến 8 tiếng đồng hồ, chúng ta thỏa tha hồ ca hát. Đây tôi đang lắp thử vào. Mỗi một tay chỉ sử dụng duy nhất một viên pin. Còn về bộ thu thì cũng duy nhất sử dụng chỉ có một viên pin. Bật lên. Ok. Đã hai thiết bị đã kết nối với nhau. Chúng ta lưu ý là trên hai cái tay mic của Kiwi thì có phân biệt là tay A và tay B. Và chúng ta cái mic của Kiwi thì có thể đổi cho nhau được. Có nghĩa là cùng một vị trí có thể là 48 bộ mic có thể dùng chung nhau được. Và cũng có thể khi mà hỏng, khi cần thay thế thì có thể là thay tay được, chứ không phải là những cái mic fix tần số. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu các bạn cách ghép tay, cách thay tay và cách đổi tần số khi mà nhiều bộ mic cùng sử dụng tại một chỗ. Thì trước tiên, nếu muốn thay đổi tần số, ta chú ý là mỗi một tay mic đều có tay A và tay B. Và một bộ thu ấy, thì một bộ thu sẽ thu một, sẽ có một tay A và một tay B. Ta chú ý là ở trên tay mic có A và B. Với một bộ như này ta sẽ một bên sẽ là A và một bên sẽ là B. Muốn đổi tần số, ta chỉ cần ấn vào cái nút set, tần số sẽ thay đổi. Và khi đó thì
cái máy mẹ sẽ tự động, cái bộ thu sẽ tự động nhận tín hiệu. Nhưng trong trường hợp bị lót mất cái ID thì chúng ta sẽ phải lấy lại cái ID đó, thì bằng cách hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn lấy lại cái ID cho mic này. Hoặc là khi chúng ta thay tay thì đầu tiên là chúng ta tắt hết cả hai tay mic đi, tắt luôn cả bộ thu đi, chúng ta giữ phím set và đồng thời giữ phím mở nguồn trong vòng khoảng 4 giây, 1 2 3 4, cho đến khi cái màn hình ở trên này nhấp nháy. Tiếp theo ta bật bộ thu lên, trên bộ thu sẽ có một cái led nhấp nháy 4 nháy. Khi đã nhấp nháy 4 nháy có nghĩa là đã nhận nhau rồi, thì chúng ta ấn phím set một lần nữa trở về chế độ hoạt động bình thường. Tương tự như thế ta làm tay tiếp tay còn lại. Bây giờ tôi sẽ test luôn sản phẩm của A1. Đầu tiên là chúng ta có thể cắm thẳng bộ thu vào âm ly hoặc là thiết bị khuếch đại micro. Hoặc chúng ta có thể, nếu mà để mỹ quan hơn thì Kiwi đã tặng các bạn một cái đoạn dây nối dài. Chúng ta có thể cắm và để bật cái này bất kỳ chỗ nào để cho tránh bị vướng. Thì tôi để ra phía sau. Chúng ta vặn mic lên và thử. Alo, 6, 7, 1, 2, 3, 4, alo. Âm thanh tương đối tốt, các cái giải tần đáp ứng có thể là tôi đánh giá là rất ấm, tiếng giải cao cũng tương đối tốt. 6, 7, 1, 2, 3, 4. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.